Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Pixelmon Report. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay á, mình có sự xuất hiện của Super đã tiến hành trở lại với lại cái series này của chúng ta rồi nha các bạn ơi. Bên đây thì Super đang tiến hành bắt Pokemon gì đó đó. Ôi, bắt thành công rồi kìa. Để mình coi thử Super bắt con gì nha các bạn ơi. Và Super nó cũng đã có skin mới rồi nè. Wow, có cả cái con Charmander bên sau lưng luôn các bạn ơi. Super bắt con Ditto nè. Ui, cái con chim chút xíu à, cũng không có tha nữa. Ôi, phía bên này có một em Farod nè. Để mình qua mình dứt nó luôn nha các bạn ơi. Hy vọng là nó cho mình thêm mấy cái viên Rare Candy đó. Nếu mà may mắn hơn thì nó có Master Ball cũng được. Rồi, em này thì là Pokemon hệ rồng. Tại vì nó mega lên rồi đó các bạn ơi. Nên là mình có thể xài các chiêu hệ rồng của Latios để mà khắc chế nó nha. Wow, và nó cho mình một viên Rare Candy nè. Chúng ta có thể cho các Pokemon lên cấp được đó. Sẵn tiện thì Super trở lại á, thì mình sẽ tiến hành lên chế tạo một vài cái vật phẩm. Từ cái Cherry Spawn này nè các bạn ơi. Chúng ta có một cái Grip, một cái Poké Grip với công thức trừ Cherry Spawn đó. Để mình search cho các bạn coi thử nha. Sẵn tiện thì mình sẽ tặng quà chào mừng Super trở lại luôn nhé các bạn ơi. Đây, công thức của nó đây nè các bạn ơi. 4 quả Cherry Spawn. Phải đặt như thế thì mới được ha. Không có đặt trong 4 cái ô vuông chế tạo được các bạn ơi. Phải từ 9 ô mới được. Đó. Đây, nó tạo cho mình sẵn luôn 4 cái Poké Grip. Mình tưởng được có một cái thôi chứ. Mấy cái này chúng ta có thể tặng Pokemon cho nhau được nha, bằng cách chế tạo cái Poké Grip này nha các bạn ơi. Và mình sẽ đặt nó ở chỗ này đi ha. Thì em Pokemon mình tính tặng sẽ làm gì đây? Chắc là Necroma thôi các bạn ơi. Mình có bắt thêm 2 con Necroma. Nhưng mà tụi nó đều đeo cái Lunarizer thôi đó, chứ không có Solgaleo. Nên mình tặng cho Super luôn các bạn ơi. Chắc Super sẽ rất bất ngờ đây. Wow, con này thì cực kỳ khủng rồi các bạn. Chúng ta chỉ cần cho nó ra ngoài và bấm chuột phải vào cái Poké Grip là được rồi. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ đặt một cái chest ở đây luôn. Và mình sẽ kèm theo đó là một cái chuông của Lugia, cái Tidal Bell nè, cũng như là một cái gì đây, một cái đĩa. Đây là Fire Plus, chiêu hệ lửa các bạn ơi. Tại vì Super mới bắt được một em Pokemon chuột lửa đó. Rồi thì mình sẽ tiến hành dẫn Super vô tham quan nhà của mình nhé các bạn ơi. Nó đang tiến hành đánh Pokemon đây nè các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình đập cái PC này ra cho Super luôn. Tại vì hình như lâu quá rồi nó không chơi nên là nó không biết cách đập đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng coi nó sẽ đập cái PC này ra còn cách nào nha. Ôi, nhìn ngáo vậy chứ à. Ôi, mình kêu nó đè vô thì nó mới biết đó các bạn ơi. Phải lâu quá nó không chơi nó thành ngáo luôn rồi. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ dẫn nó đi tham quan nhà của mình thôi. Hello, vô đây nè, vô đây nè. Nhìn nó đi ngáo với chưởng à. Rồi đây mình sẽ giới thiệu cho Super cái căn nhà mới của mình nha các bạn ơi. Và Super hình như là muốn tặng cho mình quà đó các bạn ơi. Ôi, một con Arbor Shiny luôn. Ôi, để mình lấy ra mình coi thử nha. Mình đã có em Arbor Shiny nào chưa ta? Mình chỉ có Ekan Shiny thôi bạn ơi. Còn Arbor thì mình chưa có dạng Shiny thôi. Thôi, sẵn tiện thì mình sẽ trade bằng cái trade mờ xin luôn. Tặng và bằng 4 Shiny cũng rất là hợp lý đó các bạn ơi. Rồi, trade một phát thôi, ngon lành liền. Rồi, để mình coi thử coi. Và đây chính là em Arbor Shiny nè. Ui, và nó to vãi chưởng luôn. 2 con mắt của nó cũng màu xanh dương luôn. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Đó, và đó chính là món quà đến từ Super. Món quà thăm nhà mới của mình đó. Mình sẽ dắt nó đi qua đây, nó tham quan vòng vòng đi ha. Đầu tiên thì cho nó ngồi thử cái bộ sofa mình vừa mới mua các bạn ơi. Qua đây, qua đây. Ui, nó không biết cách ngồi lên các bạn ơi. Nó ngồi lên được rồi nè. Vãi cái chưởng nè. Đây, có thể coi tivi chỗ này nè. Và ở sau ghế thì có 2 cái quạt luôn. Bữa đây thì có được một cái máy giặt nè. Sẽ qua mình chỉ cho Super coi hết. Và phía ở trong này thì chúng ta có được một cái viện nghiên cứu của các tiến sĩ. Tiến sĩ này thì đã qua một khóa học tiếng Việt hết rồi bạn ơi. Super nó đang thắc mắc tại sao cái PC nó lại nhuộm được nào đó bạn ơi. Ôi đây. Mình sẽ cho Super nó bấm vào các tiến sĩ coi thử coi nha. Ôi, tới đây bấm vào cái tiến sĩ coi thử nè. Ôi, chắc nó bất ngờ đó bạn ơi. Tại vì cái tiến sĩ này mình đã đến Việt hóa rồi hết rồi nè. Người ta nói gì bằng tiếng Anh là mình đã dạy cho bọn họ một khóa học tiếng Việt hết rồi đó. Ơi xịn vãi chưởng à. Ồ, và ở đây chúng ta có được tranh của mấy em bộ ba golem đó các bạn ơi. Trong đây thì có các hóa thạch nè, đủ tất cả các loại hóa thạch luôn đó. Rồi xong tầng dưới rồi mình sẽ dắt qua lên tầng trên nha. À, và đây chính là phòng ngủ, mình sẽ dắt vô phòng ngủ luôn các bạn ơi. Đây là xác định là đó rồi. Vô nó ngồi trước thôi các bạn ơi. Đây thì chúng ta có được mấy bộ đồ thôi, một cái bàn cường hóa. À, cũng không có gì nữa ha. Ngoài ra chỗ này chúng ta có được một cái máy để mà tập chạy bộ đó bạn ơi. Sáng sớm chúng ta cứ ra cái máy này mà để mà chạy bộ là được rồi nè. Để mình coi thử Super nó có leo ra được không nha các bạn ơi. Ủa, nó dừng lại được rồi kìa. Ôi sao mà ghê vậy. Ôi mình chỉ dùng một cái môn để mình bay ra thôi à, chứ mình không có dừng lại. Đây, để mình cho nó chạy lại một lần nữa các bạn ơi. Ôi nhìn nó chạy kìa. Ôi căng thẳng ta biết luôn các bạn ơi. Thôi để mình dắt Super tới đây để mà tặng quà cho nó luôn nha. Ở đây thì mình có được một cái chuông cho Lugia đó, và một cuốn đĩa Fire Plus để nó học cho em chuột lửa đó. Còn lại thì mình có thêm được một em Pokemon mà đặt trong Poké Grip. Để mình coi Super sẽ mở ra và bất ngờ không nè. Đó. Rồi và cùng kiểm tra coi. Ui đâu rồi? Em Pokemon vừa mới tặng đâu rồi? Ủa có không vậy? À đây rồi các bạn ơi. À, và đây chính là Necroma. Và hồi nãy mình có bỏ cái Lunarizer vào trong nó luôn. Bây giờ nó vẫn có luôn nha các bạn ơi. Cũng rất là hay ha. Khi tặng nó đeo cái gì thì người nhận cũng sẽ có được cái vật phẩm đó luôn từ Pokemon luôn nha các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này và treo chuông cho Subor nha các bạn ơi. Đây để mình run đi. Trời chưa gì mới vô mà cái con Lillipup này nó đã đánh mình rồi nè. Rồi mình sẽ treo cái Tidal Bell tại chỗ này luôn nha các bạn. Đó và Hòn Thanh nữa nè. Rồi thì sẵn tiện bây giờ mình sẽ tiến hành đi thu thập thêm mấy cây Apricon luôn nha các bạn ơi. Lâu rồi thì mình cũng vẫn chưa có thu thập mấy cái này. Bây giờ mình sẽ tưới nước cho tụi nó nè. Và sẵn tiện mình sẽ bón bột xương cho một vài loại Apricon mà mình cần thiết luôn nha. Đây mình sẽ cất màu hồng nè, màu xanh vào hết. Màu vàng thì hồi nãy nó vừa rơi xuống đất nhưng mà bây giờ nó đã trồi lên lại rồi các bạn ơi. Mình bón cho hết 7 cái loại này luôn nha. Đó, tí nữa mình thiếu cái quả bon nào á mình sẽ cũng đi chế tạo luôn nha các bạn ơi. Tập ngày hôm nay ở nhà tranh thủ làm một vài cái việc trước khi mà chúng ta đi phiêu lưu tiếp nha. Ôi có một con Zubat Bot kìa, nhưng mà mình sẽ không có ra đánh đâu. Rồi và xong cái vàng được tưới nước rồi nha. Rồi và trong đây chúng ta sẽ cho nung thôi nè. Đó, mình đã có được một vài cái loại Apricon cần thiết rồi. Mình cho nung hết. Cái số sắt cũng như là aluminum này chắc mình sẽ cất vào ở trong rương đi ha. Chúng ta sẽ tạm cất đồ vào trong đây trước đi. Rồi mình sẽ tiến hành cho nóng mấy cái Apricon màu vàng trước cái đã. Đây các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng lấy mấy cái tắc sắt này ra. Không biết có cái em Meltan nào nó xuất hiện không nữa. Ôi có con Meltan nhỏ nhỏ nè các bạn. À, nó xuất hiện thiệt nè. À và cái thông báo boss nó bị đè lên cái thông báo Legendary. Hèn gì. Ôi sẵn tiện thì chắc mình cũng sẽ kêu Super vào để mà cho nó thu phục cái con Meltan này luôn nha. Ôi xịn vãi chưởng các bạn ơi. Meltan bây giờ nó đã tăng tỷ lệ xuất hiện lên rất là nhiều rồi. Và cũng như cái tỷ lệ nó biến thành Ditto á, cũng chỉ là 25% thôi bạn ơi. Nó đã giảm xuống rất là nhiều luôn rồi đó. Hồi xưa là 40% đó. Mà toàn ra Ditto thôi. Để bây giờ mình coi Super sẽ bắt được cái con gì đây, Meltan hay là Ditto. Mình ra ngoài này mình thu hoạch mấy cây Apricon trước đã. Ủa Super nó vẫn đang bắt ở trong kìa. Ôi và hình như nó bắt thành công rồi các bạn ơi. Nó đã đạt được thành tựu rồi kìa. Ôi nó chạy ra đây nó khoe mình nữa các bạn ơi. Hấp dẫn. Hello. Ôi nó bắt được Meltan các bạn ơi, chứ không phải là Ditto. Ui hên vãi cái chưởng luôn á. Wow, cái tỷ lệ bây giờ sao nó cao vãi ha. Nó không như mình hồi xưa đâu. À sẵn tiện thì chắc mình sẽ đi vô trong này và hướng dẫn Super cách tiến hóa cái em Meltan này luôn nha bạn ơi. Đó, chúng ta chỉ cần lấy 400 cái quặng sắt ra, rồi cho cái con Meltan lên cấp là có thể tiến hóa được nó rồi nha bạn ơi. Rồi mình sẽ qua bên này. Mỗi cái lò là tầm 64 quặng ha. Vậy thì tầm 7 cái lò là được rồi các bạn ơi. 7 cái lò là 420, 400 mấy rồi đó. Rồi để cho Super lấy mấy cái quặng sắt ra coi. Và bây giờ mình sẽ chỉ Super cái rương để mà để sắt vô trong đó các bạn ơi. Cái rương thứ ba nè. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì cho Pokemon lên cấp là nó sẽ tiến hóa rồi đó. Rồi chắc bây giờ mình sẽ kiếm một em Pokemon nào đó cho Super đánh luôn đi ha. Em Zygarde này thử đi. Em này thì cấp 16 hả? Ôi bên này có một em ngon hơn nè. Đây là Sentret các bạn ơi. Có vẻ như là cấp cao hơn đó. À và đây rồi. Cái con Meltan cuối cùng nó cũng đã tiến hóa rồi. Chỉ cần lên một cấp thôi các bạn ơi. Em này thì mới cấp 5 thôi. Ồ giờ lên thì nó thành cấp 6 các bạn ơi. Vãi cái chướng hả. Và ôi lên nó bự thiệt sự luôn. Và nó nhìn cũng rất là cơ bắp luôn nha các bạn ơi. Đây chính là Meltan nha. Wow, ngon lành cành đào liền. Ôi chưa gì mà cũng đã có thêm một con Pokemon xịn sò nữa rồi bạn ơi. Super hơn vậy. À sớm tiện thì mình sẽ cho tạo luôn những cái đế của quả cầu Pokemon nha. Rồi mình sẽ bỏ tụi nó vào cái máy đập tự động nha bạn ơi. Đó, bên đây là một cái dàn máy đập tự động của mình nè. Nó dùng than để chạy các bạn ơi. Và để mình bỏ vào một chút đi. Các bạn sẽ cùng nghe cái tiếng mà nó đập nha. Ồ, cái tiếng máy nó đập nè. Vãi cái chưởng hả. Ôi hay thiệt sự luôn bạn ơi. Nhưng mà nó cũng khá là ồn nha. Các bạn nên giảm âm thanh trong game bớt đi. Và bây giờ Super đang cần tiến hóa một con Pokemon gì đó bạn ơi. Để mình cho Super qua bên đây đi. À tiến hóa Hunter hả. Rồi chơi luôn. À và đây các bạn ơi, Hunter để bắt đầu tiến hóa nè. Ôi trời ơi Super che mình là mình không có thấy đường được. Đấy các bạn ơi, Hunter và nó sẽ tiến hóa lên con Gengar nha. Wow Gengar siêu dễ thương các bạn ơi. Ôi nó mập mập nè. Những cái mặt nó kìa. Chú hề với chướng nè. Ừ chắc mình sẽ lấy con này luôn quá. Rồi trade lại cho Super các bạn ơi. Mình đòi lấy mà nó không chịu. Rồi đó. Có thêm một con Pokemon xịn nữa rồi đó. Mới vô mà sao nhiều Pokemon xịn sò cái gì ta. Ôi nó không biết đường đi ra các bạn ơi. Nó phải đi một vòng nó mới mò được đường ra nè. Ủa đâu rồi. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục câu mấy em siêu lót thử coi. Và à được một con siêu lót gì đó. Có thể là cái dạng mình chưa có để mình bắt nó luôn nha các bạn ơi. Em này thì dùng Respawn thôi. Tại vì cấp nó cũng chỉ mới là cấp 15 mà. Rất là thấp luôn nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra trong cái fishing lock coi. À em này mình cũng có rồi. Và nó là cái dạng sinh các bạn ơi. Siêu lót mặt trời. Vãi hả. À nó cũng rất là giống cái dạng siêu lót mà mình chưa có ha. Ôi thôi về bỏ nó đi các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đảo quanh cái vùng Extreme Hill này đi. Ồ mình sẽ đi tìm những cái Zygarde nha. Đây và vừa nói xong chúng ta đã có được một cái Zygarde Shell nữa rồi các bạn ơi. Mình sẽ phải bỏ cái đuốc ra để mà lấy nha các bạn. Và đây là cái Shell thứ 64 của mình đó các bạn. Wow, 64 cái sale rồi. Tập ngày hôm nay chắc mình cũng tranh thủ mà đi kiếm thêm mấy cái sale cũng như là kho luôn nha bạn ơi. Wow, bên đây có một ông Officerman nè. Mình đang dẫn Super đi khám phá cái vùng Extreme Hill này đó các bạn ơi. À, và như Super đang tiến hành tiến hóa cái con Pubic Star rồi nè. Wow, hấp dẫn nha. Wow, và nó đã lên con Tiranita rồi. Ôi, nhưng mà sao nó nhỏ xíu vậy ta? À hình như cái thước bây giờ nó nhỏ như vậy các bạn ơi. Hồi trước cái thước nó to vậy cái chưởng luôn á. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm thêm những cái kho và sale coi nào. Ôi bên đây có một em Togekiss nè. Wow đây là một con boss nha các bạn ơi. Và nó mang hệ tiên đó. À và mình thấy được một cái Zygarde Shell. Ui đây các bạn ơi. Thêm một cái Zygarde Shell nữa. Chúng mình sẽ cho Super tới đây và coi thử mấy cái sale này nha các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Đây, thấy cái sale chưa? Ồ, chắc đây là lần đầu tiên Super thấy được cái sale trong Pixelmon đó các bạn ơi. Wow, rất là xịn sò luôn. Chúng ta lại có thêm một cái sale mới nữa rồi. Đây là cái sale thứ 65 của mình nha các bạn ơi. Chắc mình cũng sẽ không có đánh boss nữa đâu. Mình sẽ cố tìm đi ha. Tập ngày hôm nay chưa gì đã tìm được hai cái sale rồi đó. Chúng ta tìm thử coi. Ôi. Và đây là một cái kho các bạn. Wow, một cái kho luôn chứ không phải là một cái sale nữa. Đây chính là cái kho thứ hai của mình và nó mang cái chiêu Extreme Speed. Chúng ta đã có được Dragon Dance cũng như là Extreme Speed rồi. Quá là xịn sò các bạn ơi. Ôi, trên kia có cái gì không? Một con Pokemon thôi bạn ơi. Chắc mình sẽ tìm quanh cái vùng núi đi. Nó dễ có sale cũng như là kho lắm đó. Trên đây có một con boss Camori nè. Mình sẽ tiến hành xài cái chiêu Flare Blitz này đi ha. Chiêu hệ lửa nè. Em này là em chim sắt mà. Nó mang hệ bay và hệ sắt thì phải. Xài chiêu hệ tâm linh. Ui, chiêu xịn sò này cũng không có được các bạn ơi. Mình tưởng nó mạnh nhưng mà không. Xài lại chiêu hệ lửa đi cho nó an toàn các bạn. Lỡ nó đánh cái con Solgaleo của mình chết nữa. Ui, nó cực kỳ có tác dụng luôn kìa. Hấp dẫn nha. Ôi, và nó cho mình một viên Rare Candy cũng như là một cái XS Candy các bạn ơi. Một cái kẹo có chút xíu à. Để mình coi thử nên cho cái em Pokemon nào lên cấp đây. Có vẻ như là cho là Teo lên cấp là nó khá là hợp lý nè bạn ơi. Mình sẽ cho nó lên một cấp luôn nha. Và cho nó ăn luôn cái cây XS Candy. Trời ơi, cái cây nó cho được có 100 XP thôi bạn ơi. Chắc mình sẽ bô cái heal và tiếp tục lên đường tìm mấy cái Zygarde Cell và kho nữa thôi các bạn à. Và phía bên này chúng ta lại có thêm được một cái Zygarde Cell nữa rồi nè. Wow, quá là xịn sò luôn nha bạn ơi. Ôi, nãy giờ mình tìm quanh cái vùng stream hill này á. Nó rất là nhiều cái cell và kho luôn đó. Phía bên này chúng ta có thêm được một em shiny khác nữa các bạn ơi. Và đây là Pachirisu nha. Ôi, đây là em shiny màu hồng nè. Đó, cái dạng thường của nó là màu xanh lam đó bạn ơi. Và cái em này thì hình như nó vẫn còn màu đồ cũ các bạn à. Nhìn nó rất là thô sơ ha. Hy vọng là nhóm tác giả sẽ sớm fix cái này lại. Và một quả là thành công luôn nha bạn ơi. Và đó cũng chính là cái quả Withball cuối cùng của mình luôn nha. Ngon lành. Để mình sẽ cho các bạn coi cái em Pachirisu này nha. Đâu rồi, Pachirisu của tôi. Đây nè các bạn ơi. Wow, màu hồng nhìn siêu dễ thương luôn. Nhưng mà mơ đồ hơi bị 1.0 cho lắm. Nó hơi xấu các bạn. Có một cái Zygarde Cell ở trên cây nè. Nó trên lá cây đó bạn ơi. Wow, ngon lành vậy. Và chúng ta đã thu thập được rồi nè. Đây chính là cái thứ 70 của mình đó. Wow, rất là nhiều luôn nha. Nãy giờ mình thu thập được một đống Zygarde Cell luôn đó bạn ơi. Qua đây còn có cái cell hay là cái kho nào nữa không ta? Mình phải cố tìm quanh mới được các bạn ơi. Các bạn nhớ phải cầm cái Zygarde này ở trên tay thì mới được nha. Quanh này thì... lại thêm một cái nữa nè. Lại thêm một cái cell nữa. Ngon lành vậy. Cái thứ 71 của mình đó. Wow, siêu xịn sò luôn các bạn ơi. Để mình cố tìm qua đây thử coi. Gặp Subo đây nè. Vãi à. Subo như đang đánh Pokemon luyện cấp đó các bạn ơi. Có một con boss Aerodactyl nè. Nhưng mà hình như Subo đang đánh rồi các bạn à. Wow, phía bên này chúng ta có được một cái cell khác nữa. Ngon lành chưa. Có một con Pokemon gì vừa rớt xuống vậy? Con Sonic các bạn ơi. Con đó là đang bị Super thách đấu. Hàng gì. Thêm một con boss Fanby mới nữa nè. Rồi, phía bên này có thêm được cái cell hay kho nào nữa không ta? Mình thấy được một cái ở tuốt ở dưới đây nữa nè các bạn ơi. Lại thêm một em nữa. Wow, nó rất là nhiều luôn ha. Nói chung mình tìm nó quanh cái vùng Extreme Hill á thì nó nhiều vô kể luôn các bạn ơi. Còn những vùng khác thì mình chưa biết. Tại vì vùng Extreme Hill thì mình dễ nhìn hơn thôi. Có một em Magic Cup boss kìa. Nhưng mà đã bị Super thách đấu nữa rồi. Nó đi theo mình để nó đánh boss thôi bạn ơi. Để mình tìm thử quanh cái con sông này nó còn có cái cell hay là kho nữa không ta. Mình hay nhìn dọc ở những cái vách đá thôi bạn ơi. Cái này thì nó không có xuất hiện ở trên bề mặt của lá cây hay là của mấy cái block cỏ được. Nó chỉ xuất hiện ở trên cái bề dọc thôi các bạn ơi. Và đây nè. Đó, các bạn thấy không? Thêm một cái nữa rồi. Xịn sò cũng bò liền. Cứ tìm quanh quanh là thế nào cũng có hả bạn ơi. Quá đã luôn đó. Quanh đây có thêm cái cell hay là kho nữa không ta? Mình vẫn chưa thấy các bạn ơi. Và đây rồi. Chúng ta thấy được một em Stocot. Tôi có shiny luôn. Hình như là mình chưa có. Để mình tắt thông báo boss đi. Đây em Stocot shiny thì nó ở trên này đấy các bạn ơi. Chắc mình sẽ dùng em Seizure để mà thu phục nó quá. Em này cấp cũng khá là cao đây, cấp 45 lận. Thôi dùng Seizure để mà bắt nó thôi bạn ơi. Không thể có bắt nó bằng những cái quả bom thường được đâu. Chúng ta phải cấu máu cho nó còn một máu cái đã. Rồi bây giờ thì mình sẽ... Ui hết Withball rồi. Vậy thì mình sẽ Fall Sweep cho nó còn một máu trước đi ha. Rồi sau đó tính tiếp đó các bạn. Wow, nó xài chiêu hệ lửa với hiệu ứng rất là đẹp luôn nha bạn. Fall Sweep một phát nữa nè. Ủa sao nó thi triển chiêu hơi bị lâu vậy ta. Fall Sweep phát nữa. À lần này thì nó còn một máu rồi nè. Và nó cũng đánh Seizure của mình đau bể chưởng luôn. Seizure mang hệ bọ, hình như bị khắc hệ lửa đó các bạn ơi. Rồi lần này thì chúng ta chắc bắt nó luôn đi ha. Bắt bằng Ultra Ball đi ha. Mình định bắt bằng Summer Ball nhưng mà thôi, Ultra Ball luôn cho nó lẹ. Lâu rồi cũng không có xài cái quả ball này nè. Để nó tích rất là nhiều luôn đó các bạn ơi. Và thành công luôn rồi nè. Lại thêm được một em Pokemon Shiny nữa nha các bạn. Đó, hồi nãy là Pachirisu, bây giờ là Stocot nha. Ồ, nhìn rất là xịn sò nha. Con này mình có thể cưỡi được luôn nè các bạn ơi. Hấp dẫn với trưởng à. Mình sẽ cất nó vào trong PC luôn. Mình thấy khá là thiếu Withball rồi, nên là quyết định về nhà chế tạo thêm một vài cái quả nữa nha các bạn ơi. Chắc tầm 2 stack Withball đi ha. Chúng ta có những cái phôi của Summer Ball nữa nè. Summer Ball và hình như là Liver Ball và Dustball luôn đó các bạn ơi. Ồ, mình sẽ đem đi chế tạo hết nha. Đây thì mình đã có cho nung đá hết rồi. Chúng ta sẽ biến những cái stack đá nhẵn này thành những cái nút nha các bạn ơi. Ồ, phải thành nút thì nó mới tạo được những cái quả cầu Pokemon đó. Rồi mình sẽ lấy luôn những cái đế cầu mình mới cho đập hồi nãy ra luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo trước 2 chất Tapu trước đi ha. Đó, và tiếp theo là một stack Withball nha các bạn ơi. À, thiếu đế cầu hả? Rồi lấy ra luôn. Đây, một stack Withball nha các bạn. Công thức rất là đơn giản thôi. Ok, và mình sẽ lấy thêm những cái nút khác luôn nha. Mình cho nung rất là nhiều đá luôn rồi. Chắc mình sẽ chế tạo thêm một stack Withball nữa. Đó, còn lại chắc tí mình sẽ làm luôn cái Summer Ball nè. Cũng như là Dust Ball nữa đó nha. Mình sẽ cho bớt vào trong này đi ha. Rất là nhiều cái quả cầu nữa đó các bạn ơi. Mình đang ở tại cái vùng Extreme Hill gần nhà nè. Wow, và ở đây chúng ta thấy được khá là nhiều Zygarde Shell luôn các bạn ơi. Ôi, đi gì cho xa. Gần nhà mình có rất là nhiều Shell luôn các bạn ơi. Ôi, 2 cái. Ôi, 3 cái luôn. Nhiều vậy cái chưởng ạ. Chúng ta sẽ cùng tìm quanh thử coi. Ui, 4 cái luôn nè các bạn ơi. Quá nhiều luôn nè. Wow, một đống Shell luôn. Wow, bên đây còn thấy thêm một cái nữa nè. Đây là cái Shell thứ 5 luôn đó. Ui, một chỗ và một đống cái Shell luôn nha các bạn ơi. Đây chính là cái vùng Extreme Hill gần sát một bên nhà của mình với lại Subo luôn đó. Ui vậy. Rồi nãy giờ mình đi chia xa về nhà nó gần mà nó còn có thêm rất là nhiều Shell nữa chứ. Và để mình tìm thử quanh cái vùng núi này nó còn có thêm nhiều nữa nha các bạn ơi. Hy vọng là nó còn một đống. Dưới kia có một ông Officerman kìa. Mình sẽ cố tìm dọc cái con sông này nha các bạn ơi. Cái gì vậy cái em Roly này. Cứ thích đấu tôi hoài à. Ấy Super té chết rồi bạn ơi. Nó làm gì bị té chết rồi nè. Ở dưới này chúng ta có được một em Charmander siêu tí hon luôn. Đó, xịn sò nha. Rồi thì chắc chúng ta sẽ cùng tìm coi mấy cái shell và kho khác nha các bạn ơi. Mình thấy có một cái nữa nè. Một cái gì xanh xanh ở trên thì phải. Hình như lại là một cái shell nữa các bạn ơi. Thêm một cái shell nữa nè. Xịn vãi cái chưởng à. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm tiếp coi nha các bạn ơi. Wow, cái vùng núi này một đống shell luôn. Ui trên cây chỗ này nữa cũng có nữa các bạn ơi. Nó mọc ở trên thân cây nè. À nó xuất hiện chứ. Khi mà các bạn cầm cái Zygarde Q này thì nó sẽ xuất hiện chứ không phải là nó mọc các bạn ơi. Ồ, một nùi luôn. Nhiều vô kể các bạn ơi. À đây một cái nữa nè. Ơi vãi à. Đã thiệt sự luôn các bạn ơi. Mình sẽ nhìn về sau những cái cây này. Chúng ta có thêm một cái kho mới nữa. Ui lần này là kho luôn chứ không phải là shell các bạn ơi. À vậy là mình đã có được 3 cái kho luôn rồi. Cái gì để có con Whisper này. Tôi đang đam mê tìm những cái shell và cái kho đó. Đừng có phá hoại nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng vùng xuất hiện của em Fini nha các bạn ơi. Đó, đây chính là chỗ xuất hiện của Fini. Và mình cũng sẽ cho server đứng đây chờ nó xuất hiện luôn nha. Hiện tại mình đã có được 86 cái cell cũng như là 3 cái core rồi đó. Ôi, Super nó chờ lâu quá, nó câu cá ở đây luôn các bạn à. Vãi cả chưởng hả. Ôi, và đây rồi, Tapu Fini xuất hiện luôn nè. Ôi, mọi hôm là cái tỷ lệ xuất hiện của nó rất là thấp nha. Nó thấp hơn cả Tapu Bulu luôn. Mặc dù hai con đều là 50% nhưng mà Bulu nó đều chui ra thôi, còn Fini thì nó trốn. Lần này thì rất là may mắn luôn, là Fini nó đã chui ra rồi các bạn ơi. Chắc mình sẽ tiến hành thu phục nó luôn nha. Ồ, các bạn ngon lành đây. Mình sẽ xài Scissor trước nha các bạn ơi. Quá đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đó chính là Withball thôi. Wow, hấp dẫn nha. Cuối cùng nó cũng chịu ra mặt các bạn à. Và đây chính là một trong 4 em Tapu cuối cùng mà mình chưa có đó bạn ơi. Ồ, còn một chấm. Còn một chấm thì Fall Sweep cái nữa. Rồi, nó là còn một máu các bạn ơi. Nó xài chiêu Aurorin nè. Và nó đang tiến hành hồi lại máu hả? Ui, cay vậy. Rồi, mình chết rồi, mình không có đem theo cái quả Tidal Bell nữa bạn à. Ôi, có bộ khó khăn đây. Tidal Bell mình không có mang theo rồi. Chắc xài Ultra Ball thử đi ha. Mình sẽ chất tích cực xài luôn Ultra Ball cũng như là Summer Ball nhé bạn ơi. Rồi xong, cái chiêu Aurorin nó hồi máu cho cái em Fini này nè. Khó chịu thiệt sự nha. Lần này thì xài qua Summer Ball coi. Nó đang bị lỗi hình ảnh rồi. Chắc mình phải run rồi mình cho nó lót lại các bạn ơi. Chúng ta dùng cái phím tắt là F3A để cho nó lót lại đó. Rồi lần này thì chắc mình lấy luôn Venusaur ra luôn đi. Có gì ru ngủ cho nó bớt xài cái chiêu Aurorin đi cái đã. Xài Aurorin á, nó hồi máu liên tục à, khó chịu thực sự luôn. Nó hồi máu mỗi lượt luôn các bạn ơi. Đây, Withball nè. Quả đầu tiên lúc này cũng là Withball hết. Không thành công rồi. Vậy thì chúng ta sẽ Fall Sweep nó trước đi. Rồi tiến hành ru ngủ nó sau nha các bạn ơi. Fall Sweep phát nữa nè. Chứ nó còn một máu thôi. À. Ôi, và như nó vẫn xài Aurorin kìa. Nó hồi máu lên kìa các bạn ơi. Ui, cây con này thế nhờ. Mình sẽ xài chiêu Sleep Powder nha, để mà ru ngủ em nó. Ui, nhưng mà nó fail rồi kìa. Chắc mình sẽ xài chiêu này lại một lần nữa nha các bạn ơi. Ồ, lần này thì thành công rồi. Nó đã chìm vào trạng thái ngủ rồi kìa các bạn ơi. Và mình sẽ xài luôn quả gì đây. Chắc xài Summer Ball thôi bạn ơi. Không có đeo Tidal Bell rồi. Ui, rồi nữa. Chúng ta lại bị cái trạng thái này nữa rồi. Thôi kệ. Chắc mình vẫn sẽ bắt nó luôn bằng Summer Ball nha. Ui, cái con này khi ngủ mà xài Aurorin nó vẫn có thể hồi máu kìa các bạn ơi. Ui, cay vậy chưởng à. Chúng ta phải end battle và cho nó lót lại hình ảnh thôi. Đó, lót lại thì rất là bình thường các bạn ơi. Anh đang bị kẹt vô cái cây rừng nè. Trời ơi, đi vô quả cầu đi, ở sung sướng không muốn đi, cứ chạy tùm lum. Đây, Withball không thành công rồi. Fall Sweep nó cho nó còn chấm máu thôi bạn à. Fall Sweep phát nữa nè. Một máu rồi. Ôi, nó xài Aurorin. Con này xài hoài luôn bạn. Mình chắc cũng bó tay luôn rồi quá. Xài thử qua Dustball đi. Hiện giờ trời nó cũng đang rất là tối nè. Hy vọng là Dustball sẽ có hiệu quả các bạn ơi. Fall Sweep phát nữa. Ôi, nhưng mà Aurorin nó lại hồi máu kìa. Phải à. Rồi vẫn tiếp tục là một quả Dustball nữa nha các bạn ơi. Chắc không được thì mình xài luôn Summer Ball đi. Ôi, em này khó bắt vãi chữ luôn đó. Fall Sweep mày lại nè. Ôi, nó xài Misty Terrain luôn. Vãi ghê thiệt chứ. Respawn tiếp tục. Nó cứ hồi từng nhất thôi. Rất là khó chịu luôn các bạn ơi. Mình sẽ xài cái quả gì đây. Bắt nãy giờ thì không có thành công rồi các bạn ơi. Tốn rất là nhiều bon của mình luôn. Mình sẽ xài tiếp một quả Summer Ball nữa nha. Ôi bác nãy giờ tốn bon thiệt sự bạn à. Mà nó không chịu vào. Thôi chắc mình sẽ xài luôn cái quả cuối cùng. Quả bon tối tân nhất đó chính là Master Ball nhé bạn ơi. Đó, quả này thì bắt 100% là thành công thôi. Và chúng ta cũng đã bắt được Tapu Fini rồi bằng Master Ball các bạn ơi. Mình còn lại 17 quả nữa. Ủa, nó sẽ xuất hiện tại vùng jungle và chỉ ở trên mặt nước thôi nha các bạn ơi. Tức là quanh những cái hồ đó. Đây, chỉ còn lại 17 quả Master Ball thôi. Mình sẽ về PC và lấy ra 4 em Tapu để mà cùng các bạn coi nha. Hấp dẫn liền. Chắc tạo sao thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm Zygarde Cell và Core để mà có được Zygarde 100% nhé bạn ơi. Rồi cất cái em Solgaleo vô trong đó đi. Chúng ta sẽ lấy mấy em Tapu ra nè. Đó, một nùi Tapu luôn các bạn ơi. Ôi, em Tapu Fini thì kích thước Giant trừ Attack, trừ Special Attack nhưng cộng Attack. Đó, nó có chiêu Aurorin nè. Chiêu này thì cực kỳ khó chịu luôn nha. Con này thì chủ yếu là xài Special Attack nè, nhưng mà nó bị trừ nữa bạn ơi. Chắc mình sẽ luyện cho nó sao quá. Wow, trong tất cả các em Pokemon thì có được Tapu Lele là nhỏ nhất ha. Còn Tapu Bulu và Fini nó đều là kích thước Giant. Còn Coco là kích thước Huge đó. Đó, Tapu Lele là nó nhỏ nhất các bạn ơi. Lần này chúng ta được một em Fini kích thước to nữa nè. Xịn vãi chưởng à. Cuối cùng thì mình cũng đã xong được 4 em thần hộ vệ rồi các bạn ơi. Đó, gồm Coco, Fini, Bulu và Lele nha. À, hình như Super cũng đã có được một con Tapu Coco luôn rồi đó các bạn ơi. Cũng rất là xịn sò nha. Ok, thì chắc mình sẽ thu dọn đồ và trở về nhà thôi các bạn ơi. Chắc tập ngày hôm nay là xong luôn rồi đó. Thì chúng ta cùng nhìn lại mấy em thần hộ vệ nè. Đây chính là Tapu Bulu các bạn ơi. Ôi, nhìn nó như cái con trâu bị xích lại á. Và đây là Tapu Lele nhìn rất là dễ thương luôn nè. Tapu Coco nhìn rất là giống một em gà trống ha, hay một con chim gì đó các bạn ơi. Còn Tapu Fini thì giống một em trai ngọc đó các bạn ơi. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Các bạn có thấy em Tapu Fini này có đẹp không? Thì nhớ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.